Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Làm Fitness. Rồi hôm nay thì tôi sẽ đến với một cái chủ đề mà nó mang cái tính y khoa hơi bị nhiều, nên sẽ nghe nó hơi bị khá là nhức đầu. Nhưng mà bởi vì rất nhiều bạn hỏi cái vấn đề này, đó là vấn đề của viên dầu cá. Rồi, viên dầu cá là những viên vàng vàng tròn nhỏ nhỏ, chúng ta gọi là dầu cá omega vậy đó. Các bạn có thể tìm trên Google, các bạn có thể tìm mua tại những cửa hàng thực phẩm bổ sung hay là hiệu thuốc. Nó không phải là khó tìm mà gần như nó bán rất phổ biến. Và bởi vì bán rất phổ biến nên có câu hỏi là những bạn sẽ hỏi như thế này là có nên dùng dầu cá nhiều mỗi ngày đúng không? Đó. Rồi vấn đề ở chỗ này, điều đầu tiên chúng ta sẽ xem là dầu cá nó là một dạng vitamin, nó tan trong dầu, chúng như được hấp thu tốt khi có dung môi phù hợp, do đó nên uống dầu cá sau bữa ăn. Lượng chất béo trong cơ thể chính là dung môi thuận lợi để kích thích khả năng hấp thụ chất từ viên dầu cá. Và một công dụng nữa là dầu cá cung cấp omega 3, 6, 9 và DHA, rất cần thiết cho não để hoạt động. Nhưng mà bởi vì là chúng nó là một dạng chất béo nên đầu tiên là chúng ta sẽ phải dùng đúng liều lượng. Và bởi vì nó là một dạng chất béo, nó được chiết xuất từ cá, nên vấn đề ở chỗ là các bạn có thể ăn cá để thay thế nếu mà không muốn dùng dầu cá. Rồi, ở đây chúng ta nói là vấn đề ở đây cái liều lượng. Các bạn nên hiểu một điều là có thể hiểu ở đây là dầu cá nó mà là một loại thực phẩm bổ sung, hoặc là cái viên uống bổ sung để bổ sung vitamin A, bổ sung viên omega 3, 6, 9 và DHA cho não. Rồi, những vấn đề này nó sẽ giúp ích gì cho cơ thể của các bạn? Điều đầu tiên chúng ta đi đến đó là những vấn đề về tim mạch. Thì chắc chắn là khi mà cân bằng cái lượng chất béo và hỗ trợ ở cái mức giống như là khi mà bạn đưa vào những cái cholesterol tốt, những cái chất béo tốt cho cơ thể, thì vấn đề về tim mạch của bạn nó sẽ được phòng bị. Nghĩa là thay vì có thể hiểu một điều đơn giản là những cái chất béo đưa vô trong cơ thể của bạn nó đến từ viên dầu cá này, hoặc nó đến từ việc bạn ăn cá tươi, thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn là việc bạn ăn chất béo từ mỡ động vật, ví dụ như là mỡ bò hay mỡ heo. Bạn hiểu không? Rồi, điều tiếp theo nữa đó là cân bằng cái nồng độ cholesterol và giúp cho cơ thể giảm mỡ. Cái này có vấn đề là nhiều bạn hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ. Rồi, có vấn đề là rất nhiều người bị một cái hiệu chứng đó là rối loạn cao huyết áp và béo phì. Nghĩa là ở những người gặp những cái hội chứng này á, cơ thể của họ gặp một cái vấn đề, đó là vấn đề phân rối loạn chuyển hóa chất béo. Nghĩa là chất béo đưa vào cơ thể không được chuyển hóa thành năng lượng dùng cho não hay dùng cho hoạt động bình thường, mà nó cứ luôn luôn nó đưa vào. Tại vì bạn nên hiểu một điều là chất béo, ở đây tôi không nói vấn đề đường nha, đường chúng ta bỏ qua bên nha. Chất béo nó có trong phần lớn tất cả các đồ ăn bạn ăn hàng ngày, trong dầu ăn bạn ăn hàng ngày. Thì khi mà những cái loại chất béo đó, tại vì ở chế độ bình thường cơ thể của bạn nó vốn dĩ nó bình thường, nhưng mà trải qua hàng nhiều năm, hàng chục năm, bạn quen ăn những cái chế độ, ví dụ bạn quen ăn những cái chất béo mà đã đến từ mỡ động vật, ví dụ mỡ heo, mỡ bò, quá nhiều nội tạng động vật, hoặc là bạn ăn chất béo vừa cái mỡ heo mà bạn còn chiên lên xào xuống, chiên đi chiên lại với dầu ăn, cái nhiệt độ quá cao của dầu mà chiên đi chiên lại nó tạo ra quá nhiều cholesterol xấu, và cái quá trình đó nó đưa vào cơ thể nhiều năm, thẩm thấu thành nhiều năm, nó sẽ tạo cho cơ thể của các bạn một cái lớp mỡ rất dày, rất nhiều, có nhiều bạn đây gọi là mỡ cứng, nó rất khó tiêu hao, nó làm cho người của bạn cái chỗ nào nó cũng mỡ 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 mặt, mỡ mông, mỡ tay, mỡ đùi, mỡ bụng, mỡ khắp cả người, nhìn nó rất là chán và rất là mệt và rất ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí mỡ trong máu, mỡ trong gan, mỡ bao quanh cơ tim của bạn. Vấn đề đó là nó nguy hiểm cực kỳ đến sức khỏe của bạn. Vấn đề ở chỗ là cái việc nhiều người ở một cái thành phần bệnh lý, cái này nó liên quan đến chủ đề y khoa, nghĩa là bạn nên hỏi bác sĩ. Sau khi bạn đi khám sức khỏe, bạn kiểm tra cái cholesterol trong máu, kiểm tra những vấn đề về cơ thể của bạn, hỏi bác sĩ của bạn là có thể dùng cái viên bổ sung dầu cá này để cân bằng cái chất béo, cân bằng các acid EPA và DPA trong phần lớn chế phẩm đồ ăn, để cân bằng cholesterol trong máu, trong cơ thể của bạn, để cái chất béo của bạn nó từ cái vật là bất biến. Để dễ hiểu như nào là bạn ăn xấu quá, chất béo đưa vô cơ thể nó cứ tích tụ thành mỡ và nó không có khả năng nó chuyển hóa thành năng lượng, nó tiêu hao để bạn hoạt động, để bạn tập thể dục, để bạn tiêu hao lượng mỡ thừa đó, thì bạn có thể dùng cái viên này để bạn uống vô,
đến nó cân bằng lại cái chất béo đó. Nhưng vấn đề là cơ thể bạn nó có phù hợp hay không thì bạn còn đi gặp bác sĩ. Bạn hiểu không? Nên cái vấn đề ở chỗ đây chúng ta sẽ quan tâm lo lắng và trả lời thẳng cho câu hỏi là cái viên dầu cá bạn có thể uống mỗi ngày được hay không. Thì vấn đề này quan trọng nhất là bạn phải đi hỏi bác sĩ, phải đi khám coi cơ thể của bạn có ở trạng thái bình thường hay không, có ở trạng thái là đang cần cân bằng chất béo hay không. Vấn đề này nó rất là khó và bạn cần phải đi hỏi bác sĩ để bạn biết những vấn đề, cũng như là xem cơ thể của bạn có bị vấn đề gì về, có rất nhiều vấn đề về tim mạch, về huyết áp, về tuyến tiền liệt, rất nhiều vấn đề. Đó là một loại bổ sung rất là tốt, omega 369 DHA hay gì đó. Nhưng trước khi bạn bổ sung cái gì đó, bạn cần phải biết tình trạng sức khỏe và bệnh lý của bạn hiện tại như thế nào. Tại video này là tôi nói chung chung bởi vì tôi không trả lời cho bất kỳ một đối tượng nào hết, vì mỗi đối tượng nó cần cái sự chuẩn đoán liều lượng của bác sĩ và khám rất là chi tiết nó mới đảm bảo được cho bạn nha. Rồi ok, các bạn xem vấn đề này và rút kinh nghiệm, không phải là cái gì nó cứ bổ sung cho mình cảm thấy là nó có một gì đó nó tốt rồi mình cứ đưa vô cơ thể. Mình phải kiểm soát, mình phải hiểu và mình phải biết nó mới tốt cho sức khỏe của mình được. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn nha.